mình và bác sẽ nấu món súp bí đỏ mọi người ạ. Con nghĩ cho ba làm nào. Ngồi lên ba xem này. Nhá, nhá, nhá. Nào, con ghi lên cho ba nào. Nha. Ngồi lên ba xem nào. Ngồi lên cho mình. Ngồi lên đây ba xem nha. Nha. Tí vào tòa nhé. Đây con. Để máy ở đây nha. Nào, ở đây ba này. Đi. Bác ơi. Mở cái này cho ba đi. Nha. Theo mình sẽ cho yến mạch này vào. Ra ba đợi đấy nhá. Đợi chút đã nha, cái này nó phải làm sôi cơ nha. Rồi đây đợi chút nha.
Rất là ngon mọi người ạ. Để bắt đút cho con nha. Bắt đút nha. Bắt đút nha. Ủa yên thôi, bắt đút nha. Ngon nào. Bắt đút nha, ngồi yên nè. Bắt đút nha. Bắt đút nha. Ngon nào. Ngon chưa? Bác thử xem nha, ngon lắm nha.